vì sao trong kỳ họp Quốc hội sắp tới không có khả năng Tổng Bí thư Tô Lâm chịu nhả ghế Chủ tịch nước. Việc Quốc hội Việt Nam khóa 15 ra thông cáo các tổ kỳ họp bất thường lần thứ 8 vào ngày 26 tháng 8 cho thấy sự bất ổn trong chính trường Việt Nam hiện nay. Số kỳ họp bất thường của Quốc hội đã gần như ngang bằng với số kỳ họp thường niên, mỗi năm 2 lần, tới mức công luận đánh giá sự bất thường lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc rồi sẽ trở thành bình thường. Nhưng khi sự bất thường trở thành bình thường lại là vấn đề đại bất thường thì cần phải cẩn trọng. Đây là hệ quả của cách thức cầm quyền của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn 13 năm qua. Một điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 12 tháng 8, truyền thông quốc tế đưa tin Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ thôi chức Chủ tịch nước và bàn giao lại cho lãnh đạo khác. Thời gian được cho là khoảng đầu tháng 10 năm 2024, khi Quốc hội khóa 15 khai mạc khóa họp lần thứ 8. Giới thạo tin khẳng định điều kể trên là theo ý kiến của đa số lãnh đạo Bộ Chính trị và Ban Bí thư, cũng như theo nguyên tắc của Đảng, đảm bảo phân quyền, lý do là để tránh tập trung quyền lực vào một cá nhân, dẫn đến tình trạng độc đoán và độc tài, trái với tinh thần lãnh đạo tập thể của Đảng. Theo một số đánh giá, các chủ trương của ông Tô Lâm sẽ được triển khai trên thực tế một cách nhanh chóng và khó có thể đảo ngược. Vấn đề công luận quan tâm nhất trong những ngày này, đó là trong kỳ họp bất thường lần thứ 8 này của Quốc hội, tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chấp nhận chia sẻ quyền lực của mình hay không. Theo nguồn tin nội bộ, đây là vấn đề của tương lai và tại kỳ họp bất thường lần này, điều đó không có khả năng xảy ra vì tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước không muốn. Trong khi đó, ông Tô Lâm lại được cho là đã chuẩn bị triển khai một kế hoạch cải tổ sâu rộng và toàn diện đối với hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội tại Việt Nam. Đây là điều không thể đảo ngược. Nhưng phân tích kể trên liên quan gì đến việc truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương? Theo đó, báo Dân Việt vào ngày 22 tháng 8 cho hay, mới đây đoàn kiểm tra số 1349 của Bộ Chính trị đã triển khai kiểm tra với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thời gian tiến hành kiểm tra dự kiến trong 60 ngày nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế và khuyết điểm nếu có của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Theo một số ý kiến, với kế hoạch kiểm tra đến 60 ngày, dù kết quả như thế nào thì không khác nào như là án treo tân Tổng Bí thư Tô Lâm choang vào cổ tướng Lương Cường và tướng Phan Văn Giang. Điều đó có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp chính trị của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, kể cả ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đại tướng Phan Văn Giang. Phải chăng đây là một kế hoạch mà ông Tô Lâm và phe cánh đã giăng bẫy chờ sẵn nhằm ngăn chặn tham vọng của tướng Lương Cường trong thời gian tới với chức Chủ tịch nước? Nguồn tin nội bộ của Thời báo tiết lộ việc để Đại tướng Lương Cường ngồi vào vị trí Chủ tịch nước cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bởi ông Lương Cường chỉ được cái tốt mã, trình độ, năng lực, chỉ huy tác chiến không có và hầu như không nhận được sự ủng hộ của các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội. Thậm chí Lương Cường ngồi vào ghế Chủ tịch nước để làm đối trọng thì khả năng cao sẽ là mầm mống dẫn đến sự bất ổn trong nội bộ lãnh đạo cấp cao và sẽ tiếp tục kéo dài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay. Vì sao ít có khả năng Tổng Bí thư Tô Lâm chịu nhả ghế Chủ tịch nước? Vì sao Tô Lâm đưa Trần Lưu Quang về ghế trưởng ban kinh tế Trung ương? Tương tự ghế Chủ tịch nước, ghế trưởng ban kinh tế Trung ương cũng bị coi là ghế có rớp và ít lãnh đạo nào muốn ngồi ở đây. Trong quá khứ, ban kinh tế Trung ương được đánh giá là một kho trung chuyển đối với các lãnh đạo đang trong thời gian xem xét kỷ luật. Cụ thể là các cựu ủy viên Bộ Chính trị như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Trần Tuấn Anh trước khi bị kỷ luật hay bị truy tố thì ngồi ghế trưởng ban kinh tế Trung ương. Vào ngày 21 tháng 8, Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng về giữ chức trưởng ban kinh tế Trung ương. Mạng xã hội đã ngay lập tức có nhiều ý kiến thắc mắc ông Trần Lưu Quang phải chăng lại bị dính cái rớp xui xẻo hay ghế Phó Thủ tướng lại sắp bị gãy đầy. Dù rằng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang được giới thạo tin cho biết có mối quan hệ thâm tình như người thân trong gia đình với ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Nguồn tin nội bộ của Thời báo.de tiết lộ ông Trần Lưu Quang quê Tây Ninh nhưng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Vì bố mẹ ông đều là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, sau năm 1975, cả gia đình ông Quang trở về quê hương Tây Ninh. Bà Huệ, mẹ ông Quang, từng giữ chức phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Bố ông Quang từng làm tổng biên tập báo Tây Ninh. Trong chiến tranh chống Mỹ, bố ông Quang từng là cận vệ cho ông Tô Quyền, bố của Tô Lâm.
Đó là lý do khiến cho hai gia đình của ông Tô Lâm và Trần Lưu Quang có ơn nghĩa với nhau và có thể bị họ coi như người nhà. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bố trí Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đảm trách các nhiệm vụ do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh để lại và một phần việc của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Giới quan sát đánh giá hoạn lộ tiến thân của ông Quang dường như theo một lộ trình sắp sẵn, giống y như cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với khoảng thời gian chập chững bước vào chính trường giai đoạn đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Do vậy, việc ông Trần Lưu Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian. Việc ông Tô Lâm quyết định điều động Trần Lưu Quang giữ chức trưởng ban Kinh tế Trung ương chỉ là bước đệm nhằm tráng men. Mục đích thực sự là bổ sung các điều kiện cần và đủ cho ông Quang để ông được cơ cấu đưa vào Bộ Chính trị trong thời gian sớm nhất, có thể là tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10, dự kiến sẽ khai mạc vào tháng 10 tới đây. Trước đó, vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, Bộ Chính trị bất ngờ quyết định điều động Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang về giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông Nguyễn Văn Nên mới giữ chức Bí thư Thành ủy tại thành phố này. Đến tháng 5 năm 2021, Bộ Chính trị lại phân công ông Trần Lưu Quang ra giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Rồi sau đó, đến tháng 1 năm 2023, ông Quang đã trở thành Phó Thủ tướng Chính phủ, thay cho ông Lê Văn Thành nghỉ vì lý do sức khỏe. Điều đáng nói là tại sao tân binh Trần Lưu Quang lại dễ dàng đè bẹp được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng lúc đó là Đỗ Mạnh Hiến, một người dân gốc Hải Phòng chính hiệu. Dư luận Hải Phòng lúc đó cũng hết sức bất ngờ cho rằng phải có một thế lực ngầm nào đó khống chế, nắm thóp thế lực chính trị tại Hải Phòng mới có thể thành công đưa ông Quang về đây. Đến nay một số người cho rằng không ai khác ngoài cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây cũng được cho là một trong những bằng chứng cho thấy dù tuyên bố về quê làm người tử tế, song rõ ràng ông Bà Dũng luôn gắn chặt với các diễn biến chính trị liên quan đến ông Tô Lâm cũng như phe cánh tại Bộ Công an. Vì sao Tô Lâm vẫn ẩn ý muốn cải cách và xóa sổ bằng Nghệ Tĩnh? Tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được giới quan sát phân tích đánh giá là một người có xu hướng cải cách. Ông Tô Lâm cũng là người thực dụng và không tin vào các học thuyết hay lý luận cộng sản. Trong cặp đôi Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng trước đây, ông Bà Dũng được đánh giá là nhân vật cải cách, trong khi ông Trọng lại là người bảo thủ. Tổng Trọng luôn kiên định với cái gọi là chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản, dù không biết đến bao giờ mới xây dựng cho được. Gần đây, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên tiếp xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm. Theo một số đánh giá, ông Tô Lâm có thể muốn mượn hình ảnh của ông Bà Dũng để chứng tỏ rằng ông là một nhân vật cải cách của Việt Nam. Lúc sinh thời, Tổng Trọng đã nhiều lần khẳng định với một nhà nước xã hội chủ nghĩa thì mục tiêu cao cả và quan trọng nhất là phải cải thiện phúc lợi xã hội cho người dân. Nhưng trên thực tế, Tổng Trọng lại cao kiến đưa ra cái gọi là xã hội hóa ngành y tế cũng như giáo dục, nghĩa là toàn xã hội phải tự lo lấy, còn chi ngân sách cho hai lĩnh vực này chạy đi đâu thì không ai biết. Lấy dẫn chứng nhỏ như việc kể trên để thấy rằng việc cải cách thể chế, kể cả thể chế chính trị là điều cần thiết và được đa số người Việt Nam mong đợi. Tuy nhiên, chắc chắn có những lực cản đối với công cuộc cải cách và đây là điều mà Tô Lâm cần phải giải quyết nếu giả sử ông muốn thực hiện. Sau khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, có những ý kiến tin rằng ông sẽ cải cách chính trị, thậm chí có thể phá bỏ mô hình cũ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thay đổi thành một mô hình mới mang bản sắc riêng của ông Tô Lâm. Trong bài viết đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, ông Tô Lâm cho biết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế với mục đích đưa đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Một số đánh giá cho rằng Tô Lâm sẽ xây dựng một nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mới đây, truyền thông nhà nước đưa tin tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp thường trực tiểu ban văn kiện Đại hội 14. Ông Tô Lâm khẳng định văn kiện phải là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi, phải đảm bảo kết tinh toàn bộ tinh hoa giá trị của quá khứ, hiện tại và tương lai. Theo tờ báo Vietnamnet, tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo đanh thép như sau: tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết kiên trì phòng chống tham nhũng tiêu cực với phương châm không ngừng không nghỉ, đưa cuộc chiến chống giặc nội xâm tới thắng lợi hoàn toàn. Công luận lập tức đặt câu hỏi văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 phải thể hiện đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai từ năm 2026 cho đến năm 2031. Vậy tại sao tân Tổng Bí thư Tô Lâm lại nhấn mạnh những công cuộc chỉnh đốn Đảng cũng như chống tham nhũng tiêu cực? Phải chăng ông Tô Lâm sẽ bắt đầu công cuộc tẩy rửa sạch đi những di sản của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, đặc biệt là về nhân sự, nghĩa là
bước đầu Tô Lâm sẽ thực hiện việc đào tận gốc, chốc tận rễ với hệ thống quyền lực sâu, rộng của Tổng Trọng trên cả nước, đặc biệt là đối với phe cánh chính trị Nghệ An, Hà Tĩnh là những bề đỡ quan trọng cho quyền lực của Tổng Trọng trong hơn 13 năm qua. Theo giới phân tích, nếu Tô Lâm muốn cải cách thể chế chính trị, muốn tháo gỡ những vướng mắc do thể chế chính trị hiện nay gây ra, thì ngay lập tức phải xóa bỏ cản trở cố hữu của các phe cánh chính trị hình thành từ thời Xô Viết, Nghệ Tĩnh và còn duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao Tô Lâm vẫn ẩn ý muốn cải cách xóa sổ bằng Nghệ Tĩnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.